Dạ em cũng thích con nít, cho nên nếu mà có điều kiện và có thể đáp ứng về mặt thể chất và tinh thần đó, thì em cứ thuận theo tự nhiên ạ. Có nhiều đẻ nhiều hả? Dạ. Trời ơi. Mời nhà trai. Mời đi em. Dạ. Rồi mời nhà gái giới thiệu cho mình nè. Dạ, em xin chào hai anh chị MC, chị Ngọc Lan, anh Quyền Linh. Em xin chào khán giả có mặt tại trường quay. Và em xin chào bạn trai ạ. Em tên là Thu Hằng ạ. Hiện tại em 32 tuổi. Em đang là giám đốc quan hệ khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, nhánh Củ Chi ạ. Và quê quán mình ở đâu? Dạ, gia đình em ở Củ Chi luôn ạ. Củ Chi luôn. Mời em trai. Xin chào MC Quyền Linh Nhân Hậu và chị MC Ngọc Lan xinh đẹp, và chào toàn bộ khán giả trong trường quay, chào bạn nữ bên cạnh. Dạ, em tên là Nguyễn Duy Khánh, em là kỹ sư xây dựng, hiện tại đang làm cho một công ty Nhật Bản, trụ sở công ty là ở quận 1. Nhà em là ở đâu, quê ở đâu Khánh? Dạ, quê gốc em thì ở Quảng Trị. Rồi hiện nay ở thành phố Hồ Chí Minh em ở đâu? Hiện tại thì em đang ở chung cư bên quận 9. Tức là mình ở nhà mình luôn hả? Dạ, dạ. Rồi bây giờ mình có ưu điểm, khuyết điểm gì? Ưu điểm của em thì là cũng khá là sôi nổi, hoạt bát ạ. Nhưng mà đồng thời là cũng là khuyết điểm của em là trong công việc là em nói hơi nhiều á chị. Nhưng mà trong cuộc sống thì có nói nhiều không em? Dạ có luôn chị. Bên nhà trai nghe tới chỗ này chắc cũng hơi lùng bùng lỗ tai. Với kỹ sư xây dựng có nói nhiều không? Em thì cũng tùy lúc thôi em. Tùy lúc thôi đúng không? Lúc nào cần thì nói nhiều, mà còn bình thường thì cũng ít nói. À. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì Khánh? Dạ, điểm mạnh của em thì nhân hậu, thiện lương và nhẫn nhịn. Tốt rồi, có điểm yếu gì không? Điểm yếu là khả năng tán gái hơi kém. Tán gái hơi kém. Khả năng tán gái mà hơi kém, rồi mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em gần như chưa có mối tình chính thức nào, chỉ có gọi là người yêu sơ sơ thì chỉ có khoảng đúng là một mối tình thôi chị. Người yêu sơ sơ là sao em? Dạ, người yêu sơ sơ là nghĩa là yêu vào rồi nhưng mà không có định hướng đến tiến xa hơn. Quen được bao lâu thì chia tay? Dạ, nếu mà tính tổng thời gian thì gần 4 năm, nhưng mà cái khoảng thời gian đó thì em ở hay đi làm bên Campuchia, thì trước dịch 2 năm á thì khoảng cỡ tầm 1 tháng em về một lần, nên cái khoảng thời gian gặp nhau cũng ít. Và cái đợt mà dịch vừa rồi á thì em ở bên Campuchia gần 1 năm rưỡi. Nên cũng xa nhau rồi, cũng không gặp nhau nhiều, rồi cũng cái định hướng không tiến xa hơn á. Thời gian không có gần bên nhau nhiều đúng không? Dạ, nên mỗi người mỗi đường đi riêng em. Bây giờ em muốn tìm một cái người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ, người yêu lý tưởng thì nhân hậu và nhẫn nhịn và thiện lương thôi anh. À, cũng giống như em vậy đó hả? Dạ. Dễ thương quá à. Rồi, nhà gái mình bao nhiêu mối tình cưng? Hồi nào giờ thì em cũng chưa có chính thức quen ai. Có sơ sơ với người không? Dạ, dạ không chị, em cũng có những người bạn tri kỷ nhưng mà chưa có đi đến tình yêu ạ. À, chào em gái. Bên đây chưa có, bên đó cũng chưa có. Nói chung là cho ai có mối tình sâu sắc hết trơn ha. Giờ mong muốn có bạn trai như thế nào nè? Em mong muốn tìm được một người là có thể nghiêm túc trong tình cảm, và có thể là chia sẻ với em những cái cuộc sống và công việc của mình. Tức là nghiêm túc trong cuộc sống là sao? Là yêu là cưới luôn, chứ không phải là quen sơ sơ hả? Dạ. Tả thử cái hình dáng có giống bên kia không? Dạ, lúc em làm CV cho chương trình thì em có mong muốn là được gặp một người cao ráo, trắng trẻo. Nhưng mà em nghe ảnh là kỹ sư xây dựng, em nghĩ là anh không có trắng lắm. Thôi sao biết, kỹ sư ta ngồi trong phòng không, sao ta vẽ không hay sao? Để qua coi, để qua coi. Không. Dạ chào. Ngon lành lắm. Dạ. Không có được trắng như bông bưởi thôi, nhưng mà là cũng trắng. Được đúng không mọi người? Được. Rồi gì nữa nè, để chị ở bên đây chị ngó luôn nè. Dạ, công việc của em là cũng khá là áp lực, với lại là cũng có đi giao tiếp nhiều á, thì em hy vọng là bạn trai sẽ hiểu và chia sẻ. Với lại là đối với em thì công việc và gia đình của em là ổn định, cho nên là em hy vọng là sẽ tìm được một người là có thể hiểu và đồng cảm với mình trong cuộc sống. Được không chàng trai bên kia? Dạ, em thấy cơ bản là em được 80% về cái đặc trưng công việc của bạn ấy, thì đi tiếp khách nhiều hay này nọ, thì em cũng là một người nghiêng về gia đình và cũng có thể bếp núc hay là nấu ăn đồ, những cái công việc đó thì em vẫn làm được. Trời và ơi, cái sự nhận nhịn thì chắc là ok. Dễ thương quá à. Em còn điểm gì không thích ở con trai nữa không? Em không thích tính gia trưởng ạ. Bên đây nhường nhịn lắm, bên đây chị thấy dễ thương lắm, họ lành tính á. Theo cảm nhận của chị là như vậy. Dạ. Rồi bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với lại đồng nghiệp của em ạ. Rồi chào đồng nghiệp. Xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan ạ. Dạ. Thì em là Bảo, là đồng nghiệp của chị Hằng.
tính chị Hằng trong công việc á, chị Hằng thì rất là người xông xáo và hay giúp đỡ anh em trong phòng. Chị Hằng cũng rất là biết quan tâm người khác và hay giúp đỡ những người có khó khăn, hoàn cảnh khó khăn. Tuy là nhiều lúc mạnh mẽ nhưng nhiều lúc cũng tính hơi trẻ con xíu. Cái này thì nếu anh thích mọi người lúc ra làm việc thì còn mạnh mẽ, lúc về nhà thì pha xíu trẻ con thì chị Hằng em rất là phù hợp. Biết trẻ con đúng lúc là xuống. Dạ. Em thấy chú rể thì sao cưng? Dạ, thì anh thấy anh trai thì công việc thì ổn định, bề ngoài thì rất cũng ưa nhìn. Hai anh chị là đều có công việc ổn định hết rồi, thu nhập cũng khá giả. Thì nếu anh chị tìm được cái tiếng nói chung á, nên đến tới xa hơn. Cảm ơn nhà gái. Xin chào mọi người. Nhà trai mình đi với ai? Dạ, em đi với mẹ, với Thiến ạ. Ồ, có mẹ hả? Dạ. Dạ, con chào cô. Dạ, em đại diện cho mẹ của Khánh á. Dạ. Biểu em là tên là Kim Ngân, là thím của Duy Khánh. Về Duy Khánh á, thì bạn là một người tính cách rất là chân thành, hiền hòa. Đặc biệt là bạn là một người dành cho gia đình. Bạn có thể chia sẻ được tất cả những cái công việc, đặc biệt là công việc nhà, và có thể hỗ trợ rất là đắc lực cho bạn nữ bên này. Bạn nữ thì bề ngoài thì rất là ưa nhìn. Công việc của bạn nữ thì có thể là rất là khó khăn trong việc chăm sóc gia đình, thì bạn Khánh là một người hỗ trợ rất là tốt. Hay quá. Cô ơi, cô có một vài câu nghĩ con dâu này thì tương lai cô thấy thế nào cô? Thứ hai, em xinh đẹp. Tôi thấy cô bé này xinh xắn, dễ thương, tôi đồng ý rồi đó. Hai con có thể cho nhau một cơ hội để tiến tới xa hơn. Vậy thôi. Dạ, dễ thương quá. Cô đồng ý rồi đó. Dạ. Đó. Thấy rồi mẹ. Cô đồng ý rồi thì mình mở rào coi hai đúng trẻ rồi. Có đồng ý không? Mở rào. Cười vui vẻ lên nào. Chuẩn bị thôi, Khánh ơi. Dạ. Bạn đó dễ thương lắm, bạn đó dễ thương lắm. Em hỏi nhiều một chút để em hiểu hơn về bạn chứ bạn. Tới đi Khánh. Chị thấy ok. Chào Hằng, em có món quà nhỏ tặng em. Trong này dạ. Thì có son và mặt nạ đắp mặt. Dạ, được em đó. Cảm ơn anh ạ. Dạ, em cũng có đem lên cho chương trình và anh một cái phần quà là củ mì của quê hương của Chi của em á. Cái này địa đạo của Chi anh dạ. Gói món này luôn á. Dạ. Trời, ở này nước cốt dừa để vô đó thôi. Cảm ơn em. Thấu trời mây luôn. Chào Hằng ạ. Dạ, em chào anh ạ. Thì lúc nãy giới thiệu thì cũng qua anh cũng làm công ty bên xây dựng. Nhưng dạ. Mà lúc trước thì anh hay đi, trước khi tham gia chương trình á, thì anh cũng đổi công việc thì giờ nó nghiêng về văn phòng một xíu. Thì dạ. Nó cũng sẽ ít đi lại. Dạ. Và buổi tối thì đa số ở nhà, nếu mà sau này có tiến đến với nhau. Dạ. Em là ở Củ Chi á, thì cách đây cũng hơi xa đó. Xa thì anh Thánh có ngại không? Thường thì xa cũng không có xa lắm, mà mình cũng không ngại chuyện đó. Với thường hiện tại thì công việc của mình một tuần mình được nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Dạ. Như vậy thì mình cũng có thể lên Củ Chi chơi. Vì tại bên em vẫn đi làm thứ bảy. Trưa thứ bảy em có thể tới. Em gửi tiền vô đi rồi biết liền à. Ví dụ mà sau này mình hẹn hò đến được với nhau, về được chung nhà, em muốn em về quận 9 hay là muốn em lên Củ Chi? Nếu mà em thành đôi với anh á, thì em sẽ theo anh. À, lúc đó thì có thể là em sẽ chuyển công tác. Công việc của em thì nói chung là thường thì em cũng có hay đi tiếp khách tụi này kia. Thì là anh có ngại cái vấn đề là em có thể nhậu tiểu lượng cũng khá đó. Dạ. Em hay đi vậy thì anh cũng có thể ở chỗ nào thì nếu cần thì tối anh đón về. Dạ. Trời, dễ thương quá vậy trời. Công việc á, thì mình cũng có những lúc cần thì cũng phải đi thôi. Về uống thì anh uống ít lắm. Còn dạ. Cũng không thuốc lá rồi gì cả. Dạ, thì em rất là quan trọng cái chuyện tình cảm và chuyện gia đình đó. Cái đức tính là chung thủy á, là đức tính mà em đặt lên hàng đầu. Tại vì hiện tại thì em thấy là mọi người rất là xoay quanh những cái câu chuyện mà trà xanh rồi người thứ ba đó. Thì em cảm thấy là nếu mà mình rơi vào cái tình huống như vậy, em cảm thấy rất là tổn thương. Cho nên là em mong muốn tìm được một người có thể là cùng em đi đến hết cái đoạn đường còn lại á. Thì anh Thánh nghĩ sao về quan điểm đó? Cái sự chân thật và chung thủy khi quen một người hoặc là tiến đến thì cái đó chắc chắn mình phải có. Dạ. Mà kể cả giờ cái khả năng của mình không thể quan tâm nhiều người được, chỉ có quan tâm ở nhà mình và người vợ của mình hoặc con của mình, thì mình đã hết khoảng thời gian và gần như về mặt kinh tế nữa, thì chắc chắn là phải chung thủy. Và cái đó cái điều để cho hai người tiến đến với nhau. Bây giờ mình thử đưa ra một kế hoạch tương lai đi. Mình lấy nhau nè, kinh tế như thế nào, rồi tiền ai quản lý, rồi mình thích con trai con gái đầu lòng, nói rõ quan điểm với nhau luôn. Câu này là khỏi hỏi luôn, ta làm ngân hàng, ta quản lý nó sẽ logic hơn, bài bản. Chưa chắc cổ quản lý về khách hàng thôi. Dạ đúng rồi. Chứ cổ không có quản lý về mặt em không thích giữ tiền hả? Dạ không chị. Em nghĩ là trong gia đình người chồng hay người vợ, ai là người có khả năng quản lý và chi tiêu thì người đó quản lý. Còn về phần em á,
thì em sẽ, có nghĩa là sẽ chi tiêu trong cái phần mà em làm ra. Về cái khoản dự tiền thì cũng không cần, thì mình nghĩ là khi đó rồi hai người khi hẹn hò hay gì đó, rồi xong rồi sau này khi tiến đến thì cái câu chuyện đó sẽ tính sau. Dạ. Và mình cũng muốn được thì để bạn nữ dự thì sẽ hay hơn, kinh tế nó, gia đình nó sẽ ổn định hơn và cả hai người cùng biết về cái tài chính của nhau. Quan điểm về con trai con gái như thế nào, trao đổi luôn đi. Thì đó còn xa quá mà anh. Tại vì thật ra trong trình này chúng tôi muốn nói các bạn rõ về quan điểm của nhau luôn, để sau này các bạn có quen nhau, có lấy nhau cái gì thì quan điểm đó nó nằm ở đây rồi, không thể tranh cãi với nhau. Anh theo em rồi đó. Dạ em cũng thích con nít, cho nên nếu mà có điều kiện và có thể đáp ứng về mặt thể chất và tinh thần á thì em cứ thuận theo tự nhiên ạ. Có nhiều đẻ nhiều hả? Dạ. Trời ơi. Thì em cũng đồng ý theo, và trai gái gì cũng được. Cố gắng năm sau gửi nha em. Dạ. Cứ ngày nào cũng lên thăm tài khoản hết á. Dạ, em làm bên tín dụng mà. À, tín dụng cho vay đúng không? Dạ đúng rồi. Em cần vay xây dựng bao nhiêu? Dạ, em thì hiện tại cũng đang có nợ ngân hàng về cái mua căn hộ. Còn nếu mà được cho vay với lại thấp thì ok để em chuyển đổi cái đó. Lãi bao nhiêu không quan trọng. Quan trọng là mình được làm việc với người ta thôi. Dạ. Bây giờ em có thể trả lãi cả đời cũng được. Đúng. Dạ, nếu đến với nhau chắc cũng trả lãi với nhau cả đời với đó. Tên một cuộc hành trình chung với nhau á. Đó, chàng trai đây tôi thích cái điểm nè, chuẩn bị rất kỹ nha. Từ bên món quà tới mà. Trang phục nha. Bây giờ mình bước tới nắm tay Hằng đi ra. Nắm hai tay nhìn thẳng vào mắt Hằng. Cảm xúc của Khánh hiện nay đối với người con gái đối diện như thế nào? Nói cho cô ấy biết. Thì em cũng có cảm giác rung động và mến bạn nữ, và mong rằng chúng ta sẽ cho nhau cơ hội và cùng đi đến với nhau, tận hưởng cái hành trình mà luôn luôn có niềm vui. Hy vọng rằng em cho anh cơ hội. Có thể hát tặng với một đoạn nào đó Khánh. Dạ em sẽ hát cái bài hát là Chính Là Anh. Cứ mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh luôn có một vòng tay. Cứ mỗi sáng thức dậy, anh lại nhận được một nụ hôn. Em ơi em biết không, anh chỉ ước đôi ta như thế này. Cứ trôi qua mỗi ngày, rất đơn giản mà thật hạnh phúc. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, em lặng im không nói. Nhiều lúc em như trẻ con, cứ muốn em ôm chặt thôi. Nhiều lúc đôi ta giận nhau, vu vơ chẳng biết vì điều gì. Nhưng như vậy, anh lại yêu em hơn. Tình yêu không chỉ niềm vui, mà còn cả khổ đau. Mình hãy hy sinh vì nhau, để đi tìm một hạnh phúc. Và bước đi trên con đường đi của em, sẽ có một người luôn yêu em, luôn bên em mà thôi. Chính là anh. Wow. Thấy khi nói chuyện khác mà khi hát là tinh thần nó khác liền không? Dạ. À, về ghế ngồi đi các bạn. Để tay mình nút bấm 30 giây suy nghĩ. Đây có phải là một nửa mảnh ghép hợp với mình hay không? Chúng ta có cho nhau cơ hội hay không? Mình thấy hai bạn này rất là đẹp đôi, rất là trưởng thành. Các bạn hãy quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan nha. 1 2 3 Hết thời gian. Hằng không bấm. Chị gái có bấm không cưng? Dạ thưa anh chị, là thực tế thì em hơi suy nghĩ về cái việc là anh ở hơi xa. Đâu có xa đâu. Không dạ, xa. Quê quán của anh hơi xa. Quê nhưng mà em đâu có làm dâu đâu. Đâu đúng làm rồi. Dâu đâu Khánh hả? Dạ không dạ. Làm dâu anh. Thật ra thì em cũng cần thời gian để suy nghĩ thêm á. Thì em hy vọng là em và anh Khánh sẽ có thể là làm bạn với nhau. Chứ hiện tại thì em cảm thấy là mình chưa có đủ rung động. Nếu mà mình chưa đủ rung động để mình tiến đến mối quan hệ thì như vậy nó sẽ không công bằng với anh Khánh. Được. Đồng ý. Nếu em nói là chưa đủ rung động thì anh đồng ý. Dạ. Nếu mà nói nhà xa thì anh không đồng ý. Hai bên thật ra rất là xứng tầm với nhau đó. Chị anh tiếc, rất hợp anh luôn tiếc. Á. Thật ra anh rất là tiếc. Ai... Mọi người, cô ơi, giờ con ngồi xuống bấm nữa không cô? Trời, Lan bây giờ nó muốn bấm lắm rồi đó. Tiếc dễ sợ luôn. Chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Dạ, dạ em cảm ơn anh chị MC, em cảm ơn Trình ạ. Dạ. Em ở với ba mẹ. Ba mẹ với ai nữa? Dạ, với lại đứa con của em 7 tuổi. À. Dạ, em đã từng có gia đình và ly dị cách đây 3 năm rồi. À. Nấu ăn biết ngon nè. Biết nấu ăn nè. Dạ. Hay giúp đỡ việc nhà cho vợ. Khuyết điểm của em thì ít nói với lại tính nhiều mà làm được nhiều.
24 tuổi là em ở với anh ấy và có con. Lúc đó là còn gái mới lớn, nhưng mà em cãi gia đình, em quen ảnh. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời nhà gái ngồi. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, lần đầu tiên em xin phép chào anh Nguyễn Linh và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào bạn gái bên hàng gạo, lại chào quý diễn giả. Em tên là Nguyễn Tấn Hoàng, em năm nay 38 tuổi. Em sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em quê quán ở Hữu Đức và em làm công việc là kinh doanh bất động sản. Là cách đây cũng năm 2015 em cũng có bên Dubai nấu ăn bên. Em đi nấu ăn bên Dubai, tức là có nghề tôi làm bếp nữa. Dạ dạ. Bây giờ nghỉ làm bếp chuyển qua bất động sản. Dạ dạ. Hữu Đức em ở với ai? Em ở với ba mẹ em. Ba mẹ với ai nữa? Với lại đứa con của em 7 tuổi. À. Dạ, em đã từng có gia đình và ly dị cách đây 3 năm rồi. À. Mời nhà gái. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Ngọc Lan. Trời và à. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Hồ Thị Diễm Trinh. Năm nay em 37 tuổi. Em sống ở quận 12. Dạ, hiện tại em đang làm kế toán công ty dược. Đường tình duyên sao mà giờ có gia đình rồi có con rồi phải chia tay là sao, em kể cho sơ sơ cho nhà gái biết coi. Chung là năm 2011 á. Năm đó em về nước là em quen vợ em. Là quen được tới 2 năm rưỡi là em kết hôn. Mấy năm thì chia tay? Em kết hôn được 6 năm. Nói chung là mâu thuẫn nhiều nhiều việc. Tánh em cũng hơi nóng. Hai người nói chung là cũng có cái tôi của mỗi người. Không ai nhường ai hết. Không ai nhường ai hết. Ưu điểm của em là gì? Ưu điểm của em là nấu ăn biết biết nấu ăn nè. Dạ. Hay giúp đỡ việc nhà cho vợ. Khuyết điểm của em thì ít nói với lại tính nhiều mà làm được nhiều. Cái này thật nè. Dạ. Tính nhiều mà làm được nhiều đúng không? Dạ, đã nói là người tính bằng trời tính vậy. Nhà gái có ưu điểm khuyết điểm gì nè? Ưu điểm của em là năng động. Nói chung là em thích ứng được mọi vấn đề trên cái cuộc sống của mình. Thích nghi tốt ha. Dạ đúng rồi. Thứ khuyết điểm của em á là mất ước. Với lại một phần là cũng hơi nóng tính. Nhõng nhẽo không? Có. Nhõng nhẽo nên dễ mất ước đó. Ví dụ có ai nhõng nhẽo quá rồi nó nóng tính em la không cho nhõng nhẽo không? Dạ không, chưa có. Nhõng nhẽo dễ thương mà. Dạ. Bên đây có gia đình rồi, chia tay rồi, có đứa con trai 7 tuổi, nhà gái thấy sao nè? Nói chung em cũng đổ vỡ cũng gia đình rồi, cũng có hai đứa. Con em gái của năm nay cũng được 13 tuổi. Trời, hết hồn. Hết hồn tưởng ba mấy tuổi. Con trai của em thì được 9 tuổi. Hai bé đang sống với ai? Hai con em sống với em. Em sống với mẹ ở nhà ở quận 12. Rồi bên đây thì cũng hoàn cảnh tương tự thôi. Rồi được, có đủ lo cho hai đứa nhỏ không em? Cũng tạm là ổn. Thân phận phụ nữ mà phải lo cho hai đứa con là cũng khó khăn lắm á. Dạ. Lý do sao mà có hai đứa con chia tay? Em sống được 13 năm. 24 tuổi là em ở với anh ấy và có con. Đầu em quen ảnh là gia đình em không có đồng ý. Do ảnh cũng có một đời vợ rồi và đứa con. Lúc đó là còn gái mới lớn. Nhưng mà em cãi gia đình, em quen ảnh. Thì em có bé lớn đó thì gia đình mới cho em về. Rồi xong ở cũng nói chung là trong cái quá trình ở thì cũng hạnh phúc, mười mấy năm cũng hạnh phúc. Cách đây gần 2 năm thì có một biến cố. Là ảnh cũng có cái người đó, người khác. Rồi ảnh bỏ đi. Em ở vậy em nuôi con. Bây giờ em mong muốn một người chồng tương lai của em như thế nào nè? Mình cần một người đàn ông hiểu và đồng cảm được cái cuộc sống của mình. Thương mình như thương hai đứa con của mình. Biết lo cho gia đình, đặc biệt là chung thủy. Em nghe câu chuyện bạn em thấy sao? Nghe cũng buồn cho bạn gái đó. Sau những cuộc hôn nhân đổ vỡ, phụ nữ là người gánh chịu hết. Bây giờ mà cô ấy còn cười được thì thật là hạnh phúc rồi đó. Thấy cô cười mà mình bị sốt ruột á. Đúng rồi. Rồi bây giờ chàng trai của chúng ta muốn có một người phụ nữ như thế nào nè? Nói chung là phụ nữ biết chia sẻ với lại tôn trọng người chồng của mình. Anh nghĩ hai người gặp nhau thì sẽ dễ quyết định đúng hơn. Đúng rồi. Em gái đi với ai em gái? Dạ em đi với ba thím và một cô em. Trời, người nhà đông đảo. Dạ chào nhà gái. Lực lượng hùng hậu quá. Dạ em chào MC Quyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Và bạn ở đây và cùng các khán giả trong trường quay.
cháu em thì nó cũng gãy gánh, một mình nuôi hai con. Em đến đây thì cũng muốn tạo điều kiện để cho hai bạn tìm hiểu nhau. Xin cảm ơn nhà gái. Nhà trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. Em xin chào chú Quyền Linh, chị Lan, chào chị, mấy cô, chào toàn thể những người có mặt ở đây. Em là em của anh Hoàng, em bà con thôi. Anh Hoàng ông hiền không? Ừ, anh Hoàng là người sao? Ảnh thì ảnh hiền lắm chị. Anh có bồ không? Dạ không à. Có bạn gái đúng không? Dạ có bạn gái chứ không có bồ. Không bạn gái chứ không có bồ. Cái trước giờ hết quen rồi. Có không? Chứ em nói anh bạn anh cũng nhiều lắm á. Trời ơi, cho anh đưa đi. Bạn gái thì nhiều nhưng người yêu không chưa có. Đưa kèo này đi, đáng mệt rồi. Em cũng giỡn cho vui thôi chứ anh em thì nói chung tính ảnh thì cũng hiền. Chị với anh em thì nói chung có quen được hay không thì nói chung là do hai người thôi. Thấy cô gái bên kia dễ thương không? Dễ thương. Dễ thương. Dạ. Rồi cảm ơn em. Dạ, em cảm ơn. Ta-da. Cô tức là này ghê vậy. Đi theo cố vấn gì mà kỳ quá. Mình mở rào đi cho hai người gặp mặt đi. Ca này thành hay bại là do hai bạn chứ không phải là do chúng tôi. Đúng rồi. Đổ trách nhiệm liền đi ghê không? Bây giờ thì mở rào. Rồi mời nhà trai. Lần thì gặp em thì dạ, có đi qua. Hai người cười tươi lắm nha. Trai anh thì từng về anh 2 ngày thôi. Đa số ở với mẹ. Em có thích quen người có gia đình không? Em có gia đình rồi, em cũng đã vỡ vỡ rồi. Mình không có kén chọn với vấn đề đó. Quan trọng là cả hai cùng hợp với nhau và đồng cảm được cái cuộc sống của nhau. Em có nhận xét gì anh không? Vậy nói chung là một nhìn không thể nào mà đánh giá con người mà một phút, một giây được à. Vấn đề là mình phải có cho nhau một cái cơ hội để tìm hiểu hay không. Đúng rồi, đúng rồi. Mấy cái đó thời gian. Tại chương trình thời gian nó có dạ, hạn đúng không? Đúng rồi, dạ đúng rồi. Không có hạn đâu, em nói chuyện tới sáng luôn đi. Anh ngồi tới sáng, em nói tới sáng luôn. Thôi nói đi, thoải mái, không có hạn. Tụi tôi giờ rảnh lắm rồi, không có áp lực về số nữa. Nói thoải mái đi. Em sợ chị mệt thôi. Mệt thì ngồi nghỉ thôi, không có sao. Nói chung là mình cũng cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau. Dạ. Vô kết thúc nhanh vậy. Đừng đi chơi này nọ, đi đi phượt, đi đồ. Nói chung mình thích là một chuyện, nhưng mà vấn đề mà về điều kiện hay không mình không có. Tại một mình em, hai đứa nhỏ. Một gia đình mình tạo điều kiện cả gia đình đi chơi thì nó sẽ khác. Cuối tuần đúng rồi, chứ còn một mình em với hai đứa nhỏ là giống như là cuộc sống giống như không có thời gian. Nó cứ tất bật vậy anh. Bận suốt em. Dạ đúng. Hẹn hò sao mình bàn đi. Em có gì muốn nói muốn hỏi anh không? Sau này ví dụ như con anh con em thì em không biết là về sống chung thì như thế nào. Để đó là chuyện, đó là chuyện tương lai, mình không có nói trước được. Nếu mà một khi thương anh thì chấp nhận thương con anh. Dạ. Anh cũng không có quan điểm gì con anh con em. Sau này nếu mà có thành đôi em thích ở quận 12 hay quận Thủ Đức? Anh mua thì em ở chứ em có điều kiện. Anh mua thì em ở chứ em có điều kiện. Anh mua bán đất ngày, anh bán mua bán mấy miếng mà. Không mua lúc nào cũng được. Nhiều khi năm vô được miếng 2 miếng. Nhiều khi năm vô được miếng 2 miếng. Năm vô được miếng 2 miếng hả? Dạ. Vậy là ngon rồi. Chia phần trăm anh. Người này gửi người kia bán vậy đó. Nếu mà tới nhau, đến nhau thì chắc em không muốn cái con nữa. Anh nghĩ vậy em cũng cảm ơn. Vì em cũng chia sẻ luôn một cái vấn đề là khi em sinh thằng nhỏ thì bác sĩ có nói em là thắt để triệt sản, để tại vì em cũng có đứa con gái, đứa con trai rồi mà em mổ 2 lần. Cho nên là bác kêu là thôi thắt đi, thì nào muốn thì muốn đẻ nữa thì mở ra. Nếu anh không có nhu cầu đó thì em cũng cảm ơn. Dạ, ok. Nhưng mà em nghĩ là con mình nó cũng lớn hết rồi, tập trung mình lo cho con rồi đi làm được lo cuộc sống sau này thôi. Mình lo hai đứa cũng vất vả ha. Mà con em nó ngoan lắm, em yên tâm đi. Chẳng khác gì con anh nó quậy gì đâu. Con trai đứng lên biểu diễn bài hát nào cho bạn gái coi cái nè. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái, mình lấy tinh thần là mình biết mình hát bài gì liền. Xin tặng em bài hát. Em nên dừng lại bài hát, em nên dừng lại của Khang Việt. Buồn phiền làm chi dối trá, sáng cũng buồn, tối em đau đêm về lại khóc. Sao không nhìn về tương lai,
Tình hai là một nhánh hoa dài, so sánh sao đừng với những đó hoa hồng là lời. Ngược lại, ngược lại nào. Cho em đọc thơ đi. Được, đọc thơ cho anh nghe em đi. Em hát là bỏ chạy hết luôn. Ok. Tóc em màu đen, tim em màu đỏ, anh nhích lại gần nhỏ. Em hỏi nhỏ, anh có thích em không? Anh có thích em không? Phải. Hãy sống thật với trái tim của mình ngay trong lúc này. Tôi muốn rằng các bạn phải bấm bằng trái tim của mình nha các bạn. Hai bạn sẽ đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nắm tay nhau đi. Cô gái xinh đó, mà em cũng dễ thương nữa. Một nụ hôn đầu tiên nào. Chúc ra các bạn sẽ sớm tìm được tiếng nói chung nha. Dạ dạ. Ngồi đi em trai. Xin mời nhà gái. Chào em gái. Hai bạn bây giờ chỉ cách có cái hàng rào tình yêu thôi. Mở rào ra các bạn sẽ thấy nhau. Nhưng trước khi mở rào chúng ta sẽ nói chuyện để mình cảm nhận trước đi ha. Mời em trai giới thiệu về mình cho nhà gái nghe nè. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Ngọc Lan. Chào em. Bên kia và chào quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Viên, năm nay 33 tuổi. Gia đình em sinh sống tại Đồng Nai, em hiện sống ở Sài Gòn. Em đang làm việc tại trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh với vai trò là chuyên viên, giảng viên. Và ngoài ra thì em cũng đang tiếp tục học lên nghiên cứu sinh ở trường. À, chuyên viên, giảng viên luôn. Dạ. Em dạy về bộ môn gì, dạ, viên? Dạ, em dạy ở khoa kinh tế. Kinh tế đó hả? Dạ. Làm kinh tế giỏi lắm hả? Dạ. Khó khăn nên mới đi ấy thôi. Thôi mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình nè. Dạ. Em chào chị Ngọc Lan, chào anh Quyền Linh và bạn trai cùng tham gia chương trình và chào quý vị khán giả. Chào em gái. Em xin giới thiệu về mình, đó là em tên là Bùi Thị Thanh Loan, quê ở Quảng Ngãi, sinh năm 90, hiện đang làm nhân viên văn phòng về mảng kiểm tra chất lượng phần mềm ở quận 3. Quận 3. Mình ở với ai ở quận 3 vậy em? Dạ, thưa anh là em làm ở quận 3, còn ở thì ở Thủ Đức với em trai ạ. À, Loan ở Thủ Đức với em trai. Dạ. Còn Viên là ở với ai ở thành phố Hồ Chí Minh? Dạ, em ở một mình ở quận 1. Một mình ở quận 1? Dạ. Tức mình ở nhà mình hay mình thuê? Dạ, em ở thuê. Em ở thuê nhà trọ, còn kia là ở với em gái ha? Dạ, em trai. Em trai. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai, nhà gái. Rồi, nghe rồi ạ. À. Nhà gái bây giờ chúng ta có ưu điểm, khuyết điểm như thế nào nè? Dạ, đầu tiên em xin được xin phép chia sẻ về khuyết điểm á, là khuyết điểm là em khá là ít nói và ưa sạch sẽ. Còn về ưu điểm á là em biết lắng nghe và nấu ăn tốt và có khả năng nấu tiệc được cho 20 người. Ngoài ra thì trong công việc thì khá là tập trung ạ. Ủa, cái chuyện mà mình sạch sẽ là ưu điểm mà. Em cũng biết nữa chị, nhưng mà em sạch sẽ hơi thế quá chị. Không, sạch sẽ quá cũng là khó chịu cho người khác đó. Cái gì cũng bắt hết trơn á. Ở nhà có cái hộp bụi cũng quét cho nó sạch nữa là cũng mệt mỏi lắm á. Tốt cho sức khỏe của gia đình thôi. Thì biết rồi, nhưng mà cái gì cũng mấy mệt lắm. Chút cái kìa, trên kia có bụi kìa, kìa quần áo kìa, cái gì cũng nói mệt lắm. Rồi mình còn cái tật xấu gì không? Dạ không chị. À, đó, nhà gái đơn giản vậy thôi, thích sạch sẽ. Rồi nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em thứ nhất là trung thực. Nói chung là biết gì là nói nấy, có sao nói vậy. Thứ hai là đến em thì rất là chịu khó trong công việc, học hành cũng giống như là trong các cái mối quan hệ. Thứ ba là tính rất là nhiệt tình, nhiệt tình giúp đỡ mọi người, hỗ trợ các anh chị trong công việc, cũng như là đối với bạn nữ thì cũng rất là quan tâm, chu đáo. Tuy nhiên về nhược điểm thì có thể là đến từ cái ngoại hình, thì nó không có được gọi là bắt mắt và thu hút ánh nhìn, nên là nó dẫn đến là mới đến tham gia chương trình. Đừng có tự ti cái chuyện mà cái hình thể bắt mắt. Mỗi người có cái nhãn quan khác nhau. Dạ. Biết có đôi khi người kia nhìn không thích nhưng người này nhìn thích thì sao? Dạ, đâu rồi. Giống như anh nè. Dạ. Nhiều người nhìn thấy anh thấy nội mập lù. Ngoại hình ra sao mà kêu là tự ti. Dạ. Dạ. Trời ơi, sáng sủa đẹp trai vậy mà. Rồi rồi vậy mới khỏe đó. Mập như anh ai cũng chê chứ. Đúng không? Dạ, tùy theo người, có người nói trời Quỳnh Linh mập tròn dễ thương quá, có người gặp trời mập thấy ghê. Ví dụ vậy. Nói chung là ngoại hình em về là ok rồi. Vậy ok đâu rồi. Có vấn đề gì đâu, chị thấy Lan có vấn đề. Mà, Lan có người còn chê mà. Mình đừng đá qua được không? Kệ tôi. Kệ tôi. Dạ.
Thật ra đừng có lo lắng những cái suy nghĩ của người khác. Dạ. Quan trọng mình sống khỏe là được rồi nha. Đúng rồi. Ốm khỏe. Dạ. Nhưng mà ốm mà có khỏe không? Dạ bình thường chị. À, đó bình thường rồi. Là được rồi. Sợ gì? Không có sợ gì hết. Đừng lo lắng điều đó nha. Dạ. Rồi. Bây giờ mình nói về tình trường của mình đúng đi. Rồi. Tình yêu sao? Dạ thì trước giờ thì em có hai mối tình. Hai mối. Dạ, mối tình gần nhất chia tay cách đây là hơn 2 năm. Dạ. Mối tình nó lâu không? Dạ mối tình nó kéo dài khoảng 8 tháng. Ừ, chắc cũng không sâu sắc gì lắm đúng không? Dạ em nghĩ là nó rất là sâu sắc và 8 tháng là sâu sắc. Dạ bởi vì dạ cái cách... mối tình đầu đó. Dạ không có mối tình thứ hai rồi. Ờ mối hai luôn á. Bởi vì cái mà quan điểm của em mà khi mà quen xác định quen bằng nữ á là quen là để cưới chứ không phải là, nên thành ra là tìm hiểu rồi đến gia đình thăm gia đình rồi có chứ mà mới có 8 tháng mà sâu sắc vậy đó hả? Dạ thì cái tùy vào cái cách quen của mình nữa. Rồi tới gia đình rồi sao người ta không cho tới nữa hay sao hay là? Dạ thì tại vì gia đình của bạn nữ là bên theo Công giáo. Thì ra là em thì cũng đã đi học đạo rồi. Tuy nhiên thì trong quá trình quen thì nói chung thì những cái yêu cầu từ phía nhà gái thì mình đôi lúc nó cũng mình không có đáp ứng được. Và với lại thứ nhất thứ hai nữa là bạn nữ cũng còn tương đối trẻ, bạn lúc đó khoảng 25 tuổi. Thì cái tình cảm của bạn thì nó có lẽ là chưa sử dụng quyết tâm để mà vượt qua những cái rào cản về tôn giáo. Rồi. Dạ. Mối tình thứ hai đó là dạ. chia tay sau 8 tháng luôn. Dạ thì đó, dạ đúng rồi. Rồi. Thôi vậy cũng chưa có gì hết. Dạ. Vấn đề là bây giờ mình coi coi bên đây có mấy mối tình nha. Dạ. Qua thăm nhà gái cái coi. Mai là tự ti đó, à. Hai mối tình rồi đó. Chào em gái. Dạ. À. Em đường tình duyên sao nè? Dạ, đường tình duyên của em thì em cũng trải qua hai mối tình ạ. Giống bên kia ha. Dạ. Dài nhất mấy năm? Dạ hơn một năm ạ. Hơn năm. Dạ. Ít nhất là bao lâu? Dạ tìm hiểu 6 tháng ạ. 6 tháng sáng tháo ha. Dạ. Hay ta. Rồi cái hơn năm đó lý do sao chia tay vậy? Dạ do kiểu như là tính chuyện hôn nhân nhưng mà hai người không có thống nhất được năm. Rồi khi mà đó thì em có gặp khó khăn về kinh tế, em muốn dừng lại. Dời lại cái thời gian mà kết hôn á, nhưng mà ảnh thì ảnh không đồng ý. Cái thêm sau này phát sinh nhiều cái quan điểm mà nó trái ngược nhau quá nên thôi là dừng lại để cho hai người tìm được cái hướng đi tốt hơn cho mình, tìm được người phù hợp hơn cho mình ạ. Nói chung là chúng ta chưa có duyên nào vậy thôi. Dạ. Ha, cũng chưa có gì nó căng thẳng lắm. Dạ. Bây giờ mình bắt đầu một mối tình mới nè. Dạ. Một cái sự chững chạc mới trong tình yêu nữa. Dạ. Em mong muốn cái tiêu chí một mẫu hình lý tưởng của người bạn đời mình như thế nào? Dạ, về tiêu chí thì em mong người đó là điềm tĩnh. Và cái suy nghĩ trưởng thành và sống yêu thương tình cảm. Và một điều nữa đó là người đó không có ích kỷ. Thầy giáo bên kia anh nghĩ nghiêm rằng túc đó. Đáp ứng gần như đúng. Hết. Em có coi trọng ngoại hình không? Dạ không, chủ yếu là đạo đức ạ. Chủ yếu đạo đức đúng không? Dạ. Ngoại hình đẹp mà không có đạo đức cũng như không đúng không? Dạ. Ngoại hình như anh được không? Dạ như anh thì quá được rồi ạ. Vậy mà có người nói mập thấy ghê quá. Cảm ơn em đã khen ngoại hình của anh. Đó, được rồi. Không? Tự nhiên mình gỡ quê trên sóng truyền hình. Gỡ quê. Tức quá mấy người cứ gặp tôi nó người lính mập chứ ghê quá. Nói vậy đâu có mập gì đâu đúng không? Ai bình thường có nhiêu đâu, có chín mấy ký gần trăm thôi có gì đâu mà mấy... gần tạ đó. Hả? Gần tạ. Gần tạ chứ có gì đâu. Con heo tạ mấy chứ. Thôi thôi mình bỏ qua chuyện bỏ đó qua đi. Đúng. Bây giờ mình hỏi hình mẫu lý tưởng của nhà trai nè. Dạ, thì hình nữ mẫu ý tưởng của bạn em của em thì thứ nhất là bạn nữ thì ngoại hình là dễ nhìn là được rồi. Thứ hai nữa là quá dễ nhìn. Dạ. Đây bao nhìn luôn. Ờ, về tuổi đời thì nhỏ hơn em, rồi chiều cao hơi thấp hơn em một chút xíu là được. Nhỏ hơn đó, bên kia 8, bên đây 89 hả? Dạ 90. Dạ bên 90, đó 90. Đúng rồi, 89 90, dạ, nhỏ okay, hơn tuổi. Nói chung là ổn hết. Dạ. Gì nữa? Ờ, về công việc thì có công việc thấp hơn, có thu nhập là được rồi. Bên đây ngang cũng được, ngang ngửa cũng được. Thôi không sao, chuyện đó không sao. Cho yêu nhau là cỡ nào cũng được. Cao không quan trọng. Đúng rồi. Dạ. Quan trọng mập hay ốm. Nhỏ đi về giờ á. Rồi sao nữa, nó chơi chứ sao nữa nè. Dạ về công việc thì bạn bị nữ có công việc có thu nhập là được. Có thu nhập. Dạ. Bao thu nhập luôn. Dạ. Hãy nghe nói không. Còn về tính cách thì hy vọng là bạn nữ là một cái người biết cư xử và biết yêu lao động là được rồi. Ai cũng biết cư xử hết trơn, quan trọng mình cư xử với người ta thế nào. Dạ. Người ta sẽ cư xử đến mình như vậy thôi. Dạ. Có cái chỗ nào mà em không thích không em nói ra luôn. Dạ em nghĩ là cái điểm gì em không thích phụ nữ ở cái tính cách nào? Nói nhiều thích không? Dạ
thì nếu mà người mình thương mà nói nhiều em cũng thích, không sao hết. Mình đã thương rồi là mình chấp nhận thôi. Đôi khi thương thương như vậy nói hoài mệt đó mọi người. Nói thật sự thì ta hay nói gọn gọn là càm ràm đó. Nói nhiều em đỡ phải nói, em đỡ mệt. Giờ em nói đi. Mai mốt nghe còn mệt hơn. Ta càm ràm mà nó vui cái lỗ tai. Không giống như ai đàn ông nào mà nghe càm ràm vui lỗ tai em ơi. Người ta yêu được cái gì cũng được. Yêu cỡ nào càm ràm hoài nó cũng mệt lắm em ơi. Còn mà gì không thích nữa không? Dạ em nghĩ là cũng vấn đề gì. Trời bạn đơn giản quá. Em không thích điều gì đàn ông nè? Dạ hút thuốc ạ. Có hút thuốc không? Dạ không, em không là không hút thuốc, không rượu bia. Dạ, không cà phê luôn. Gia trưởng có không? Dạ cũng không. Gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Trời ơi đơn giản. Thật ra đàn ông bây giờ không có gia trưởng đâu. Ngày xưa còn có chứ giờ ít lắm rồi, thấy không? Bớt nhiều rồi. Mà với lại một phần là do ngày xưa phụ nữ để cho đàn ông gia trưởng. Đúng rồi. Cái này nói thiệt. Phụ nữ bây giờ mình phải dùng lên. Đúng. Cho thanh niên biết mặt. Phụ nữ chúng ta phải dùng lên cho thanh niên biết mặt. Cho đàn ông biết mặt. Mình đừng có gì cũng dạ dạ thưa thưa. Đàn ông lớn tới vậy thôi. Chứ thử coi mình dùng lên coi. Đàn ông tái mặt liền. Đúng không? Tái biết mà vậy nè. Dùng lên quá. Dùng quá. Cũng đừng cá tính quá. Bà này phải dùng dần hơi quá. Thôi đùa thôi chứ tôi là người một cái người mà gọi là lý tưởng luôn đó. Mà tại không ai thấy cái điều lý tưởng đó của tôi thôi. Dễ thương, xinh đẹp, cá tính. Không, mình bớt khen nhau được không? Hơi khùng chút thôi. Mình đừng có khen nhau nữa, mình đang làm mai làm mối cho người ta. Nói cho người ta nhìn thấy phụ nữ thế nào, đàn ông thế nào, hiểu không? Rồi, nói chung là hai người này cũng tương quan hết trơn. Đúng rồi. Tương đồng nhiều thứ lắm. Bây giờ mình hỏi người thân đi, em đi với ai? Dạ em đi với ba má. Có ba má được. Rất rồi. Là nghiêm túc trong cái rồi. Câu chuyện. Chào cô chú nhà trai. Dạ. Sao giờ cô chú thấy sao? Còn giàu tương lai này được không? Chú cứ ngồi đi. Xin chào Quyền Linh. Xin chào Ngọc Lan. Dạ. Xin chào hai con. Xin chào tất cả mọi người có trong khán phòng hôm nay. Thật sự mà đến hôm nay mà chương trình mà tạo được cơ hội như cho các cháu như vậy là tôi thấy là quá được tuyệt vời rồi. Còn nhìn bên nữ bên này thì quá tuyệt vời thôi. Còn cái chuyện mà nói có đến với nhau là không được thì nó cũng là tùy cái duyên thôi. Chứ còn ở đây thì tôi nói thật là nó viên thì con đầu cũng mong muốn lắm. Có dâu, có cháu rồi chứ người ta tuổi thì cũng cao rồi. Mà thật sự rất là mong muốn. Thì nếu mà đã đến đây rồi thì đôi bên cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Còn lời sau cuối cùng nữa thì tôi xin cảm ơn chương trình MC Quyền Linh, Ngọc Lan rồi ekip chương trình đã tạo cơ hội cho các con được gặp nhau. Xin hết lời. Mời cô có ý kiến chút xíu về dâu tương lai. Cô thấy hợp với mình không? Cô cầm micro cô. Nói chung là giờ lên đây rồi thì hai con cho nhau cơ hội là tốt. Nhưng mà cô nhìn thấy nè, riêng mình nói chung là con người ta được hết chứ không được. Con mình được, con người ta cũng được. Xinh rồi, rất xinh đúng không? Xinh thì ghê mà xinh rồi, có dễ nhìn đâu. Làm dâu, có làm dâu không? Không, nhà đó không có làm dâu vậy chứ. Khỏi làm dâu ha? Khó. Đó, thấy chưa, khỏi làm dâu chưa? Phần nó sống bằng mình lo đi chứ rồi. Thật ra làm dâu giờ mẹ rồi. Chồng cực chứ làm gì đâu. Đúng không? Làm đúng dâu rồi. Giờ mẹ chồng cực lắm. Đúng rồi. Làm dâu là mẹ chồng nào chăm sóc con cái rồi đủ thứ. Về mở cửa cho dâu vô nhà, thậm chí nấu cơm, nấu nước cho con ăn. Thậm chí rất nhiều bà mẹ chồng lên làm chương trình mẹ chồng nàng dâu nha. Đại đa số mẹ chồng là nấu nướng cho con dâu ăn không. Giặt giũ quần áo con dâu luôn. Đó, vậy đó. Anh đã đừng sợ làm dâu nha mấy em. Dạ. Cảm ơn nhà trai. Dạ. Em gái đi với ai? Dạ, con đi với bạn ạ. Với bạn hả? Dạ. Chào nhà gái. Lực dạ, lượng bạn xin chào MC Quyền Linh, MC Lan Ngọc. Và Ngọc xin Lan. Chào Ngọc Lan. Ngọc Lan. Dạ. Con Lan Ngọc cũng đẹp. Ngọc Lan. Dạ, xin chào khán giả trường quay. Em tên là Thùy, là bạn thân của Loan. Thì về Loan thì tính cách là rất là đảm đang và cũng sống tình cảm. Thì em thấy bạn trai bên này là cũng chân thành và có nhiều điểm tương đồng với Loan. Thì em nghĩ hai bạn cũng nên cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu kỹ hơn. Và nếu được thì có thể tiến xa hơn. Rồi, cảm ơn phần chia sẻ của nhà trai và gái. Bây giờ hai em đã nghe rõ rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt, mình nói chuyện đi coi hợp lý hay không rồi tính sao nha. 2, 3 mở nào. Bắt đầu đi Viên. Dạ. Đứng lên, đứng lên.
em. Thì anh Tinh Viên anh có bó bông tặng em. Dạ cảm ơn quà của anh. Anh tôi cũng có bó quà tặng anh. Cảm ơn em. Dạ em cảm ơn chị. Dạ tôi cũng có bó bông tặng anh. Hy vọng là những lúc em thẳng á, anh nhìn vào nó sẽ thư giãn và ví dụ nhìn tới nó thì sẽ nhớ em. Cảm ơn. Cảm ơn em. Chào em. Hai bạn là coi như là không bao giờ gặp nhau từ xưa giờ. Đây là lần đầu tiên duy nhất gặp nhau đó, các bạn cảm nhận thế nào nè? Dạ thì cho anh nói trước ha. Dạ. Thì nói chung thứ nhất là nhìn em thì rất là dễ thương. Dạ. À, nhưng mà về tính cách thì mình, anh nghĩ là ổn, không vấn đề gì cả. À, anh hy vọng là sẽ có cơ hội để làm quen và tìm hiểu em. Dạ. Em cảm ơn lời nhận xét của anh ạ. À, em cũng xin chia sẻ về cảm nhận của mình về anh ạ. Yeah. Thì lần đầu tiên mình gặp nhau á thì cái cảm nhận đầu tiên thì cảm thấy anh là một người khá hiền và có tí gì đó gọi là khá là vui vẻ. Còn hai bạn nói to lên tí. Còn về tính cách á, thì thật sự thì mình em nghĩ á thì sẽ cần thời gian để mình tìm hiểu thêm. Chứ thời lượng chương trình nó cũng có hạn, cho nên là mình cũng không thể hiểu được sâu được. Cho nên cũng hy vọng là chúng ta cho cơ hội để mà tìm hiểu tiếp ạ. Ok. Cảm ơn em. À, thì anh á thì thật sự á thì anh nghĩ rằng là trong cái khi mà làm quen bạn nữ á thì anh khá là chủ động và anh sẽ cố gắng là tại vì mình làm quen mà mình sẽ cố gắng là mình thay đổi và mình thích nghi với bạn nữ, nên là cái vấn đề đó thì có thể là em có thể yên tâm. Nhưng mà anh cũng rất là thoải mái chứ không phải là khá là trẻ trung và thoải mái chứ không có căng thẳng gì. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của anh ạ. À. Em cũng thích một người tính cách như vậy ạ. À. Ví dụ như xảy ra cái điều gì không ưng ý thì với tính cách của anh thì hai người sẽ tìm được tiếng nói chung dễ hơn ạ. Okay. Cho em hỏi một chút đó là anh có ngại người ít nói không? Bởi vì em khá là ít nói. Không sao, thì anh nói bù thôi mà, có gì đâu. Cái gì đâu, thì thử em biết là anh có thể nói 3-4 tiếng đồng hồ liên tục, không ngừng mà, không vấn đề gì cả. Dạ, vậy thoải mái. Khá là ok ạ. À, yên tâm. Còn ví dụ như em nói nhiều thì anh sẽ lặn lại để cho em nói, không có gì cả. Anh nghĩ như thế nào về cái việc là hai người yêu nhau á, ngoài tình cảm thì cái gì sẽ quyết định cái cuộc tình đó hay là đi đến hôn nhân nó lâu dài ạ? Anh nghĩ là ngoài cái chuyện yêu á, cảm xúc á, thì nó còn phải có một chút gọi là sự tin tưởng lẫn nhau nữa. Mình tin nhau, nhưng mà cái niềm tin đó thì nó được xây dựng từ cái việc là mình thật sự muốn tìm hiểu đối phương thì mình sẽ tin nhau. Và trong cái khi mình làm quen với nhau đó thì anh nghĩ rằng là có gì thì mình chia sẻ, mình thẳng thắn với nhau. Ví dụ như là anh à em thích cái đó hoặc là em không thích cái này, tương tự như vậy thì mình sẽ có dễ dàng tìm được tiếng nói chung hơn, mình sẽ dễ có đến với nhau hơn. Tuy nhiên thì anh nghĩ rằng là anh là con trai thì anh sẽ chủ động, em yên tâm, anh sẽ chủ động chứ không có để cho bạn nữ phải là một người chủ động. Anh sẽ bày vẽ đủ thứ tùm lum á, thì bạn nữ cảm thấy rằng là ấy, nhưng mà em cứ thoải mái, em không cần phải áp lực. Đôi lúc nhìn thấy ủa ông này là ổng là giảng viên thì ổng có hơi mô phạm đi và ổng hơi cứng đúng không? Nhưng mà em cứ thoải mái đi, anh cũng rất là si tin, rất là tại vì anh giảng sinh viên mà. Nó thoải mái, yên tâm. Các bạn trao đổi nhau về quan điểm hôn nhân gia đình của mỗi bên đó. Anh biết nấu ăn, nói chung là em yên tâm là con nhà nông mà, cái gì cũng biết. Còn chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là anh chưa nghĩ, anh có nghĩ đến nó nha. Nhưng mà anh không quá đặt nặng khi mà anh tìm hiểu một bạn nữ. Nhưng mà nếu phải nói về chuyện hôn nhân thì anh nghĩ rằng là hôn nhân thì mình cứ chia sẻ với nhau, đúng không? Cho em hỏi câu hỏi cuối ạ. Đó là khi mà tìm hiểu nhau, quen nhau thì trong thời gian bao lâu thì anh cảm thấy là tiến tới hôn nhân thì hợp lý ạ? Anh nghĩ nó còn phụ thuộc vào bạn nữ nữa. Tình cảm nếu đủ chín á thì có thể nó là 6 tháng, 9 tháng. Cảm giác là có thể nhanh hơn hoặc có thể chậm hơn. Đó là anh nghĩ là cũng tùy thuộc vào cái mối quan hệ và cách tìm hiểu của hai người nữa. Dạ, em cảm ơn ạ. Ngược lại thì em nghĩ sao? Thật sự thì em nghĩ thời gian nó không quan trọng lắm. Chủ yếu là chia sẻ, đồng cảm. Và khi mà xảy ra chuyện thì cùng nhau giải quyết như thế nào, tìm được tiếng nói chung hay không. Và kiểu như là khi trong cuộc sống hôn nhân thì mình cần cái tính là khoan dung nhau và tôn trọng nhau thì em nghĩ thì nó sẽ bền và đi được xa hơn. Ok, anh đồng ý với em. Mình nói một chút về tương lai đi, thí dụ bây giờ hai đứa tìm hiểu nhau rồi đến với nhau rồi mình phát triển kinh tế ở đâu, mình ở đâu, như thế nào
Mình vẽ ra một bức tranh về gia đình đi, để xem có hợp với nhau hay không. Em xin chia sẻ về bản thân em trước. Tức là công việc của em thì em xác định là em sẽ định hướng ở Sài Gòn và gắn bó với nó. Còn không biết công việc của anh thì anh định hướng như thế nào và sau này sẽ như thế nào ạ? Chắc chắn anh sẽ làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Và anh không có ý định đi khác, nơi khác. Dạ. Vậy thì khá là trùng hợp rồi. Anh thì chắc chắn anh sẽ làm ở Sài Gòn. Dạ. Em yên tâm. Hai bạn dự tính khi nào thì nhà trai có thể bước qua nhà gái được? Dạ, bước qua là tiến tới hôn nhân đó. Dạ, thì như em nói lúc nãy đó, cũng tùy thuộc vào cái sự tìm hiểu nữa và cái tình cảm của hai bên nữa. Nhưng riêng về phía em thì em hy vọng là nó sẽ không quá một năm. Tại vì em cũng biết rồi đó, anh cũng có tuổi rồi. Tuổi không phải là trẻ, không phải là già, nhưng mà cũng đã đến tuổi và anh nghĩ rằng là một năm á, 9 tháng đến một năm thì đó là thời gian đủ để có thể tìm hiểu nếu thật sự muốn biết, muốn làm quen nhau. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của anh ạ. Mình chia sẻ nhau về mặt tiền bạc chút đi. Thật ra là rất nhiều cặp đôi khi mà lấy nhau đó thì cái gì cũng được, nhưng mà khi về nhà đó, cơm áo gạo tiền đó, tiền này tiền kia rồi á, người này quản lý, người kia không quản lý đó, nó xảy ra mâu thuẫn rất là nhiều. Bây giờ mình chia sẻ chút xíu về quan điểm về tiền bạc đi. Kinh tế trong gia đình đó. Em nhường anh ạ. Anh nghĩ rằng là anh không có thích giữ tiền. Thật sự bây giờ thì anh thích em giữ tiền hơn, đúng không? Anh sẽ đưa tiền, nếu anh không có thích anh giữ tiền, em cứ giữ đi nha. Nhưng mà dĩ nhiên nếu em là một người tinh ý, đúng không, thì em sẽ để lại cho một cái gì đó cho anh để, đúng không? Cảm ơn chia sẻ của anh, nhưng mà thật trùng hợp là em cũng không thích giữ tiền. Nhưng mà em thích là cả hai cùng người giữ tiền. Okay, và có một cái bạn tốt. Không ai thích giữ tiền. Tôi giữ cho, tôi giữ. Sao hết, làm sao? Có người kia giữ dùng, có người giữ dùng, em yên tâm. Thích tiền lắm. Khi thấy ai nói là tôi không thích giữ tiền, tôi không thích tiền hết. Nhưng mà khi á, trong hôn nhân đó, thật ra nói vậy thôi chứ trong hôn nhân nó cũng rất là nhạy cảm trong vấn đề này. Cái người giữ tiền cũng mệt mỏi, mà cái người không giữ tiền cũng mệt mỏi. Thật ra hai bạn này rất là điềm tĩnh và trưởng thành. Trong suy nghĩ của các bạn rất là sâu sắc luôn. Thì Lan nghĩ là khi mà hai bạn đã quyết định đến với hôn nhân thì hai bạn sẽ tự khắc có cái cách giải quyết cái vấn đề đó và dàn xếp vấn đề đó. Hợp lý. Hai bạn nói tiếp tục về hôn nhân đi, về con cái. Em có thích nói về đó không? Hay là... Dạ, anh cứ nói ạ. Theo anh thì anh không, mình cứ vui vẻ, đúng không? Nhưng như là con cái thì ai cũng mong. Tuy nhiên là nó cần có một cái sự chuẩn bị cả về sức khỏe, cả về tâm lý và cả điều kiện về tài chính kinh tế nữa. Thì có thể là khi mình có thể cưới nhau, đến nhau với nhau hôn nhân thì có thể tìm hiểu, có thể yêu đương và giống như vợ chồng son cũng khoảng một năm chẳng hạn, thì sau đó hãy tính đến chuyện con cái. Và khi nào bạn nữ cảm thấy sẵn sàng, nhưng mà anh nghĩ rằng là nếu tuổi của em thì em sẽ sẵn sàng. Dạ, em thì cũng từng nghĩ nhưng mà cái gì thì mình cũng phụ thuộc vào cái duyên Thích mọi chuyện thì nó theo tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn Còn cho em hỏi là anh có quan trọng con trai hay con gái không ạ? Không, anh không quan trọng. Con nào cũng là con và cũng là tốt hết. Dạ, em chỉ có câu hỏi đó thôi. Miễn sao có con là hạnh phúc rồi các bạn. Tôi thích bạn này lắm nha, bạn này suy nghĩ rất là xa, đó là kinh tế phải chuẩn bị cho đủ, sức khỏe chuẩn bị cho đủ rồi mới có con. Thầy giáo mà. Hay. Thật ra hai bạn, nãy Ngọc Lan nói rất hay, hai bạn này đã trưởng thành. Đúng rồi. Các bạn rất là văn minh, các bạn nó rất là hiện đại, các bạn có suy nghĩ rất là thoáng. Ha. Rồi, tôi nghĩ rằng các bạn đủ để quyết định điều đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với nhau để trao nhau một chút cảm xúc lại gần nhau hơn. Các bạn hãy nhìn thẳng vào mắt nhau, nhìn tận đáy mắt nhau để tìm ra một chút gì đó cảm xúc rung động. Đó, bây giờ nãy giờ nói chuyện với cô gái đối diện mình, mình cảm nhận cô ấy là người thế nào, mình có một chút rung động hay cảm xúc gì đó mình nói cho ấy biết đi. Dạ, thì bạn Loan thì rất là dễ thương. Và cái Loan thì thật sự rất là một người phụ nữ rất là trưởng thành và đã rất là chín chắn trong cái mối quan hệ, như là định hướng cho tương lai. Thì em nghĩ rằng đó là một cái điều rất là tốt và em rất là tôn trọng điều đó. Ngược lại. Dạ, cảm nhận của em về anh á thì là một người gọi là suy nghĩ chu đáo, điềm tĩnh và gọi là
mọi thứ đều là suy nghĩ hết rồi, rất là gọi là có sự chuẩn bị hết rồi. Còn người đáng, đàn ông đáng tin cậy để mà cho em dựa vào ạ. À, okay. Thầy giáo có thể hát tặng một bài cho cô ấy. Dạ. Cứ nắm tay ấy. Dạ. Đây là giây phút của chúng ta đang nhau những cái cảm xúc ban đầu. Em rất là ít hát mà cũng không có thuộc lời. Nên là cho phép em là được cầm giấy hát được không ạ? Một đoạn nào đó. Dạ. Cầm giấy hát nha. Chuẩn bị rất kỹ nha. Dạ. Ừ. Em mới in sáng nay. Dạ. Em xin được hát bài Bức Thư Tình Đầu Tiên đôi câu. Dạ. Hèn chi thầy móc bức thư ra hát. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu bất tận. Phút giây anh nghẹn lời vì biết em yêu anh. Dạ, em xin hết. Thầy giáo ơi, mốt cố gắng học bài này đám cưới hát đừng mở giấy ra nha. Dạ, được, chắc chắn. Dạ, em cũng có một khúc hát muốn tặng cho riêng anh ạ. À. Dạ. Đó là bài, một đoạn trong bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ ạ. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hàng rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn. Ở hai đầu nỗi nhớ mối tình đầm thắm hơn. Xin hết ạ. Trở về ghế của mình. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Bây giờ các bạn đủ để chúng ta có thể đưa đến quyết định bằng trái tim của mình. Kiểm tra lại một lần nữa các bạn, con tim mình có thật sự rung động chưa?